Hello mọi người đã quay trở lại với kênh của mình Biker ha. Thì hôm nay team mình Biker rất là đầy đủ. Lát nữa mình quay cho mọi người xem. Hôm nay mục đích chính của mình là mình cho mọi người thấy là một lần mình thay nhớt thì tốn hết bao nhiêu tiền. Thực sự là tốn rất là nhiều tiền. Một lần mình đi thay nhớt là mình phải mua luôn, gọi là nhập luôn nhớt về để thay luôn á, chứ mà mua lẻ tẻ là chịu không nổi đâu. Thì anh em có mua nhớt thì anh em có thể liên hệ cho mình. Mình để giá rất là tốt, rất là rẻ cho anh em xài. Đây ha, nhớt bỏ xe bán tải. Phước, em lấy nhớt nha. À, khối không vậy cha? Đây, thì đây giới thiệu mọi người luôn. Đây là anh Phước. Okay, bấm kính xuống. Đó, giới thiệu mọi người luôn. Đây là anh Phước, nghệ danh anh tài xế. Là mình với anh Phước á, là cùng nhau làm cái showroom xe. Anh Phước có gì nói cho anh em không? Không, ngắn gọn đơn giản đây mà bằng nhà, showroom nhà xong. Rồi xong, thì đó, cái showroom chỉ có hai anh em mình thôi. Thì anh Phước á, sẽ lo một cái mảng là gọi là vận chuyển xe. Vận chuyển xe với lại lo giấy tờ xe. Còn mình là sẽ lo bên xe là chỉ có hai anh em mình thôi. Đó, một lần thay nhớt là một thùng đây nè. Một thùng nhớt đây nè. Rồi, bây giờ mình bưng vô nha. Ủa, mấy ngày em sắp xe ra sẵn hết luôn rồi. Ui, mọi người, mọi người idol không điểu lại. Thôi thôi thôi, đỡ quay nó, để cho nó ăn. Thì tính coi, tính coi. Đây là hai con này là một bình nè. Con này là ba bình nè. Ba bình nè. Con này là ba bình. Là con này ba bình, này hai bình. Là bao nhiêu bình? 6 8 9 bình. 9 bình. Thùng đủ rồi, thùng 10. Thùng là 10 bình là với một bình. 9 bình là bao nhiêu tiền ta? Một bình 450. Ừ. 9 bình là nhiêu? 4 triệu rưỡi, 4 triệu 4 triệu mốt. 4 triệu mốt. Lần thay nhớt là hết 4 triệu mốt. Đây nè, Vinh Vinh ít bữa nay qua ăn ké thay luôn. Còn xe hân điệu ở ngoài kia kìa, xe hân điệu mới thay rồi, không thay nữa. Nó chiếc R3. Rồi. Vậy đi. Bắt đầu bây giờ. Đẩy xuống mình thay từng chiếc. Đẩy xuống thay từng chiếc. Bây giờ mình đẩy xe xuống nha. Thôi, anh đẩy xe này đi, để xe này em đẩy không? Tại sao? Thôi anh đẩy xe kia đi, xe này nó nhẹ, xe nó, em đẩy không được, thôi anh đẩy xe kia đi. Em làm em mà sao em khôn anh vậy? Anh lớn anh mới nhường cho em á, anh lớn anh mới nhường cho em. Rồi, vậy thôi để đẩy cái này, em đẩy nó xuống đi, đẩy xuống. Thôi, thôi giờ mình đã đẩy xe xuống lầu. Dưới lầu là của một anh em khác quản lý. Đây, đây là anh Hà, kỹ thuật trưởng. Anh sẽ là người mở nhớt cho mình thay. Đó. Ở đây mấy anh em rất là vui vẻ. Em là 4 chiếc nhưng mà đẩy 3 chiếc xuống con Ducati để chở Ducati nặng quá anh. Ducati okay. Nặng quá, để chỉnh đi. Em muốn thay 3 chiếc này. Rồi, để em kêu Hot Girl đem nhớt xuống. Mọi người thấy không? Quay kỹ vô nè. Nhớt bên mình đi á, là lúc nào xe cũng trong tình trạng là nhớt thay ra phải mới luôn. Chứ không phải là để nhớt nó hết chất rồi mới thay đâu. Mỗi khi thay nhớt là xe chỉ đi á, nhà sản xuất ra là 3 đến 4 ngàn, 4 ngàn, 5 ngàn đó, nhưng mà đi chừng 1 ngày 2 ngàn là mình thay thôi. Rồi bây giờ là tới xả nhớt của xe Zenit. Thay nhớt, thay lọc nhớt cho con này luôn. Con này tới thời kỳ thay lọc nhớt rồi. Ủa,
rồi. Tiếp theo là mở thay nhớt con CVR250R này. Con này mình thay nước làm mát luôn. Để con này thì trước là của mình nhưng mà bây giờ thằng em đã lấy rồi, bây giờ là xe của nó. Xe đã có chủ rồi nha, anh em đừng có hỏi là xe này có bán không nha. Đã có chủ. Và mình thay hết luôn, thay nước làm mát. Con này nhớt hơi đen á anh ạ. Ủa anh hỏi ví dụ xe 1 lít 9 rồi mình đổ 2 lít luôn rồi sao? Bình thường không vấn đề gì hết. Vấn đề chừng nào lố nhiều lắm mới sao, còn lố chị hay sự lố nhiều nửa lít thì cũng không sao, nhiều khi mình đi thôi mình đổ nhiều thì nó an toàn cho cục máy. Ví dụ 600.000 mình đổ lố nửa lít thì mình đi thôi cũng yên tâm rồi, yên tâm hơn, nó không bị hụt nhớt. Đúng rồi đó. Nhiều xíu không sao nha. Đó. Còn đối với những cái xe mà dòng nhỏ ví dụ như nhớt á thì con này chừng 1.2 thì mình có tính đổ dư thêm khoảng 20%. Dạ. Khoảng 100-200 mil không vấn đề. Đó, anh em nghe tiếp thu ý kiến nha. Rồi sao có thay cho con xe cưng của mình. Mỗi người trong team á thì phải làm việc gì có ích đúng không mọi người? Thì bây giờ em phải là người đổ nhớt chứ. Trời ơi. Em phải thay con Hân ở trên lầu nó ăn đó mọi người. Nãy mọi người thấy gì đó, con Hân trên lầu giờ này còn ăn. Hỏi sao mà nó không có phòng ông địa. Em mét con Hân à, anh nói xấu nó. Rồi. Qua đổ nhớt đi. Qua gặp anh Hà liên hệ. Hỏi anh Hà em có mo bằng nhớt không? Thôi nghỉ. Rồi đây, thằng hậu của em đây. Cái chiếc này là 2 lít 8 đúng không anh? Ừ. Đổ 3 lít được mà đúng không? Đổ 3 lít chưa. Ô cái này sợ nó đẩy thôi. Tại nó to quá nó đút không vừa đó. Trời ơi. Nó phải cái gì to cũng tốt rồi. Được rồi, được rồi. Thôi để dịnh lại đi chứ không nó đổ. Em dịnh cho anh đổ. Đổ nha. Vô đi em. Màu đẹp quá. Từ từ thôi, đổ nhanh nè, từ từ, chậm chạp đúng không? Từ từ quá. Nhưng mà nó vô sâu quá rồi mình đổ nhiều. Cái màu nhớ này em nhìn mấy lần em vẫn thấy thích đó, thích cái màu này quá. Em thích màu cánh trắng được cục. Rồi nha. Xong một bên rồi. Đặt hoài ra hoài luôn mọi người. Trong team cũng phải làm việc á thì em đổ anh dịch luôn. Trời nãy giờ tao dắt xe hơi bị mệt rồi đó. Tại anh không cho em dắt chứ bộ. Từ má, đứng cái tướng đổ nhớt nhìn bần quá. Đứng cho đẹp chút thôi. Hôm nay giờ này ốm mọi người cứ quần động rinh rồi. Mình đứng đổ nhớt mình cũng phải tạo dáng siêu mẫu một tí. Đứng cái tướng bần quá trời bần từ nãy giờ. Mày cũng không ai nhắc tôi hết trơn. Giỡn hoài ha, chút nhớt nó đổ ra ngoài ha, nó bắt liếm với từng cái cho hết. Vào trong nha, đừng có ra ngoài. Đúng rồi. Đúng rồi, đang dạo này đang dịch là ở trong không được, ở ngoài đâu mọi người. Vào trong nó được, vào bên ngoài rồi là bộ tướng bắt á. Chết mất. Cái tướng nó lại bần nữa rồi, á, thôi bần bội quá. Ở nhà mình á chơi rất là vui, anh em rất là vui vẻ hòa đồng. Hầu như là chơi mấy anh em trong nhà không à, không có chơi hội nhóm gì ở ngoài nhiều luôn á. Mọi người trong nhà chơi là cũng đủ mệt rồi, tụi nó giỡn mà cũng banh. Rồi đủ 3 nháy chưa? Chưa, mới 2 nháy à, mới 2 nháy à. Đó mới hiệp phụ à. Nhớt này anh em thay xe lớn xe nhỏ đều được, xe quay xe rim quay xe thay cũng được hết á. Ở đó đi học. Thì mình thay vô thì nó tốt cho xe thôi chứ có ở đâu. Ở đó đi học bartender có một cái kỹ thuật là kỹ thuật cua á. Cái nước này giống cái nước gì nè, cái nước gì xanh xanh của nước ngọt á. Bậy bạ. Monster.
mời, xin hương táo. Không, cái này cái túi tôi vẫn bần đúng không? Cái này mà đổ lẹ đi. Trời ơi, đổ nhớt mà quan trọng gì, đẹp xấu gì, chú ý để xe nó ngon thôi. Mà em làm như em bốc bằng xe không bằng. Em lái được không? Em lái được chiếc đó. Coi clip này mấy đứa em nhỏ nhỏ nó sẽ nói là em muốn lái chị yeah. Em muốn lái chị. Trời ơi, chị là thuộc dạng máy bay B-52 luôn. Chứ không, phò ông Địa chắc giờ đây còn ăn á, ở trên. Ủa mà sao lại gọi là phò ông Địa? Ai biết, anh thấy fan comment vô á. Dạ không, phò ông Địa của tụi em đâu rồi. Trời ơi, ủa chứ em Phật gì anh? Em hả? Câu lưng á. Chị Phật và... quái quật ba đầu. Rồi, ok rồi. Ở chiếc chai dư rồi đó, phong 3 lít rồi. Mai xong. Đủ rồi, 3 lít được. Rồi. Mọi người biết trời nắng dữ lắm nên thấy mồ hôi lỗ. Mà tôi vẫn ráng tôi lết cái xác tôi tới đây bởi vì được thay nhớt miễn phí. Tôi tốn tiền. Rõ ràng. Được thay nhớt, được lết của mình đi. Giờ đem xử. Đem xử. Con này thay lọc nhớt luôn là một bình. Ô, nó nghiêng quá à. Vậy hả? Nghe nữa hả? Đúng rồi. Ok. Anh cầm nè. Đúng ra là con hân ghệ của em nó phải xuống đây nó cầm cho em. Ơi anh nó bị cầm cho nó đổ rồi. Xe của tôi kỹ lắm mọi người, đổ một giọt nào tôi nói liền. Con ghệ của em đang ăn rồi. Đứa này xưa xịn thôi anh em. Thay vô đi xe bốc lại đi được tới 4-5 ngàn cây rồi. Đỡ tiết kiệm chi phí thời gian thay nhất. Lâu lâu thay lần rồi ngày nào thay hoài chắc mệt chết luôn. 4-5 ngàn cây em chạy mấy hồi. Ê cái lon này mà anh không biết, anh tưởng lon sữa, anh lấy anh uống chết á. Tào thao. Lon đẹp quá. Uống vô nói tiếng miền luôn anh. Uống vô là trường sinh bất tử luôn á. Là có mấy thằng quen khiên quan tài nhảy nhảy á. Tên 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 tên. Biết cái đâu? Biết cái chèn trên tới tấu cái gì. Rồi, ok rồi. Ok, thơm ngon tới giọt cuối cùng. Còn chiếc nữa đúng không? Chiếc kia thầy cũng thấy luôn. Thầy thay nước mát thì thông thường là mình thay định kỳ hoặc là mình đổi cái nước mát tốt hơn so với cái loại nước mát mà nhà sản xuất người ta có sẵn trên xe đó, để cho cái lượng nhiệt ở trên động cơ nó tỏa ra, nó thoát khỏi động cơ nhanh hơn thì cái đó thì đỡ nóng máy hả? Đỡ nóng máy hơn. Và khi xe mình vận hành cái công suất cao, ví dụ như mình đi tour tốc độ cao đồ thì cái máy nó hoạt động nhiều, nó tỏa ra nhiệt nhiều, mà nếu như mà cái nước mát cũ của mình nó tản nhiệt không đủ thì nó sẽ gây ra hiện tượng là bó máy, lì máy. Thì để tránh những cái trường hợp đó thì mình nên thay những cái loại nước mát có cái cấp cao hơn, khả năng tản nhiệt tốt hơn, thì như vậy nó sẽ tốt cho động cơ hơn. Mà bao lâu mình thay lần vậy anh? Nó giống nhớt không? Thì nó cũng giống như nhớt vậy, khoảng nếu như xe nửa năm mình không chạy mình phải thay một lần. Hoặc không, là không xe mình chạy khoảng 10.000 cây số là mình có thể thay nước mát được một lần. Còn ai kỹ thì có thể rút ngắn cái khoảng thời gian và cây số nó lại. Thì nói chung là nó tốt và nó sạch cái đường nước mát của mình, nó không có bị ngạt các nước. Thế nó cũng giống như thay nhớt thôi mà ha. Đúng cái, rồi. Cái bình này là cái gì vậy? Cái bình trắng này là cái bình phụ của nước mát. Khi mà cái nước mát nó nóng lên á, nó sẽ giãn nở, thì phải có chỗ để mà cho nó giãn nở và cho nó thoát ra, thì cái này là chỗ có bình phụ. Và khi nước mát nó nguội lại á, hoặc là nó bị thiếu hụt gì đó thì
nó sẽ tạo cái áp suất âm để mà nó hút ngược cái nước mát này vào trong cái các nước lại từ từ. Cái là nó hút bằng cái này à đúng không? Đúng rồi, bằng cái đường đó. Thì nó sẽ giãn nở, nó tràn ra ngược lại cái bình phụ hoặc là nó hút ngược vô trở lại. À, bởi vậy phải đổ đổ đều hai bên luôn không? Bên đây từ bên các nước á thì mình cứ việc đổ đầy bình thường như thế này. Rồi. Đổ đầy. Đúng rồi. Còn ở bên đường nước phụ á thì mình chỉ cần đổ nó nằm ở giữa cái vạch upper là vạch cao nè, vạch maximum là đừng bao giờ đổ tràn qua cái này. Là không được đổ tràn qua vạch này. Đúng rồi. Thì nó cứ nằm ở mực giữa vậy là được. À. Rồi sau đó thì đầy rồi thì mình nổ máy và mình tắt máy vài lần để cho cái bơm nước nó hoạt động. Thì khi cái bơm nước nó hoạt động nó sẽ cuốn cái không khí ở trong cái xi lanh ra ngoài các nước. Rồi bây giờ nó hụt xuống một miếng rồi như em thấy nè. À đúng rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ thì mình cứ châm tiếp vô cho mình thực hiện lại cái chu kỳ, cái quy trình này khoảng 2-3 lần. Là cứ đổ cho đầy xong rồi khởi động máy lên rồi đúng tắt. Rồi rồi tắt thì sau vài lần thì mình sẽ thấy là nó không có hụt xuống nữa. Thì bây giờ mình chỉ việc đẩy nắp lại và đẩy ra ngoài chỗ nào đó thoáng một chút là mình nổ máy cho nó nóng thiệt nóng lên. Mình đếm chừng và quay và tắt khoảng chừng 3-4 lần rồi xong rồi đó mình chờ nguội. Sau đó sau khi nó nguội hoàn toàn rồi đó, thì mình mở nắp nước ra mình kiểm tra. Thì nếu như nó đầy thì mình đẩy nắp nước lại và ráp hết tất cả mọi thứ vào. Còn nếu như mà nó hụt thì mình châm thêm và sau đó thì cũng ráp hết tất cả mọi thứ vào là xong. Còn nếu như mà nó có dư hoặc là nó hụt thì sau này nó sẽ hút từ dưới bình phụ lên. Ok, đơn giản vậy thôi. Giờ thay nước mát nó rắc rối hơn thì nhớ một tí ha. Đúng rồi, nhớ thì dễ, nước mát thì hơi cực hơn chút xíu. Rồi có một cái đặc điểm khó chịu của cái nước mát là nếu như mà nước mát nó tốt, nhiệt độ nó tản ra nhiều thì nói chung là nó sẽ tốt cho động cơ nhưng mà nó sẽ hại cho cái chân của mình. Ủa cái điểm đó. Nó nóng. Nó nóng chân á. Thì có sẽ có một vài người á, vài khách mà người ta lái xe người ta thấy là sau khi mà thay nước mát xong á thì không biết sao mà cái xe nó cảm giác nó nóng quá. Thì đó là do nước mát mình nó tản nhiệt ra nhiều. Mình sẽ cảm nhận nó nhiều thì nó sẽ nóng chân mình hơn. Thì đó có nghĩa là nó tốt cho cái xe. Tốt cho xe nhưng mà nó hại cho cái chân của mình. Rồi ok, bây giờ mình đẩy nắp lại rồi mình đẩy ra ngoài nổ máy nha. Tao bóc phốt hết tụi bay. Giỡn mặt, giỡn mặt. Giỡn mặt. Tao bóc phốt hết. Tao làm nãy giờ dưới đất cực khổ, tụi bay ở đây tụi bay cái gì? Cái gì? Xẻ đuôi cá hả? Cái này gọi là cái gì? Đèo quạt. Cái này gọi là con cháu Long Tứ à. Con cháu Long Tứ à. Rồi, được lắm. Bóc phốt mọi người, bóc phốt nha. Bóc phốt gia hăng Phật Địa với lại chính ít Phật California. Giờ mình test nhớt à. Nhớt rất là bốc luôn á. Phải nói là nhớt này nó rất là bốc. Êm. Đã lắm, chạy nó đã hơn mới thay là chạy thấy nó đã liền à. Máy ơi mà nhẹ, xe nó nhẹ cực kỳ luôn á. Thay nhớt mới vô là xe nó nhẹ ghê luôn. Đúng là nhớt mắc tiền có khác. Cái này có thể anh em xây quay rim gì cũng được, bất kỳ xe gì vẫn có thể thay được nha. Nhẹ lắm, nhẹ cực kỳ. Chạy nhanh lên xíu đi. Thì mình đã thay xong nhớt rồi, mình test hết tất cả các dòng xe rồi. Chỉ có con Ducati á, giờ này nó nặng quá là biến dắt xuống, dắt ba con là lòi lãi rồi đó. Không có ai dắt hết, có mình với lại anh em à. Thì đây, quay gần cho anh em coi cái bình nhớt thôi. Rồi cameraman vậy trừ lương á. Đây, nhớt này mình nhập về luôn, nhập về rất là nhiều. Nhập sĩ về mới có giá tốt. Thì giá nó niêm yết nè, là 450.000. Nhưng mà bây giờ mình sẽ gọi là miễn phí ship toàn quốc. Thì cái tiền lời đó thì mình cái tiền lời mấy chục ngàn đó, tiền ship là 30-40 ngàn rồi, thì cái tiền lời 30-40 ngàn đó là bán bình thường là 450, thì tiền lời 30-40 ngàn đó là mình ship cho anh em á, mình miễn phí ship luôn á, là không lấy lời luôn á.
Thì anh em mua thì cứ liên hệ, mình có để địa chỉ ở bên dưới á. Cái dòng này xe nhỏ, xe lớn, bất kỳ xe gì cũng chạy được hết. Rồi thay càng nhớt xịn, chạy càng bốc. Mình đã test rồi, mình thấy là nó rất là ngon. Không có gì để chê. Mắc mà, chê là nữa đâu còn gì nữa. Test rồi, ngon lắm. Thay vô xe nhẹ ghê luôn á. Chiếc xe chạy cảm giác nó nhẹ bốc, mà nó đã lắm. Cảm giác thật là tuyệt vời luôn, rất là tuyệt vời. Đây, con xe này thì đã có chủ rồi nha. Đã có chủ rồi. Thì anh em này nó mua nè. Quay mặt nó một xíu cho ta biết idol mới đó. Mà anh em không có hỏi nó nha, là CBR còn không, mình đã bán. Giờ chỉ còn con này thôi. Còn con Ducati là cũng có người lấy luôn rồi. Ducati 1199 á, cũng có người lấy luôn rồi. Giờ còn con này, mai mốt mình sẽ về một cái dòng khác, quay vlog cho anh em hấp dẫn hơn. Anh em nhớ đón xem nha. Cảm ơn anh em đã xem kênh của mình, ủng hộ mình trong thời gian qua. Giờ anh em mình đã được 300 mấy ca sub rồi. Ráng lên chịu sub. Đều là nhờ công của mọi người hết á. Cho nên mình sẽ cố gắng, những anh em đam mê ở tỉnh xa, mình sẽ cố gắng tìm những con xe rẻ nhất cho anh em, và tặng những món quà đến những anh em mua xe. Những anh em mua xe mình đều có quà của đặc biệt của Minh Biker hết. Và anh em mua nhớ này nè, mình cũng gửi một món quà, gọi là cái món quà giao lưu lại những anh em xe nhỏ xe lớn. Là món quà giao lưu đó là một cái tem Minh Biker nhỏ nhắn xinh xắn, với lại miễn phí ship. Rồi, cảm ơn anh em nhiều. Bye bye.